Hôm nay chúng ta đã được gặp lại, rất là vui mừng khi được hết giãn cách để gặp lại tất cả mọi người. Mình rất là cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã ủng hộ đăng ký kênh của mình. Và hôm nay cho mình gửi lời thăm sức khỏe đến gia đình tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người bình an trong mùa dịch này. Và bây giờ thì mình làm thêm cái dòng thác cho cái hồ cá coi. Và mình chế tác bình trà, làm một ấm trà bằng xi măng để đặt làm ở giữa hồ cá luôn. Những chú cá coi mà được uống nước trà với cái ấm trà khổng lồ như thế này thì rất là thích thú. Và anh chị nào mà đã vô tình lướt qua cái kênh của mình thì cố gắng nán lại, đưa cái tay xuống dưới nhấn cái nút đăng ký, chia sẻ giúp mình nha các anh các chị. Thời gian cũng không mất bao nhiêu, mình chỉ cần mình kéo xuống mình nhấn cái nút một cái là ok rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ mời cả nhà mình theo dõi. You